Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục giới thiệu chia sẻ với mọi người những loại lan mà hôm nay em có để chia sẻ với mọi người đấy ạ. Và trước khi giới thiệu chi tiết các mặt hàng, em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé. Em có các bạn liên lạc trực tiếp vào số điện thoại là 0984754102 để đặt hàng trực tiếp với cơ sở chúng em nhé. Các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng em ạ. Còn ở trên Zalo thì các bạn nhắn tin thì chúng em sẽ không check được tin nhắn mà nhận đơn hàng nữa nhé. Nên là các bạn cứ vui lòng là nhắn tin cho em, cho chúng em một đơn hàng và địa chỉ luôn, rồi chúng em sẽ gọi lại và chốt đơn hàng và gửi lan đi cho các bạn nhé. Đó. Và hình thức bán hàng của em thì em sẽ bán hàng ship code đi khắp toàn quốc luôn cho mọi người. Mọi người nhận hàng thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Và giá mà em báo ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển đâu nhé các bạn nhé. Cái phí vận chuyển là các bạn sẽ phải trả thêm mất trả thêm phí vận chuyển nhé. Đó. Rồi em bắt đầu giới thiệu cho các bạn những loại lan mà ngày hôm nay em có cho mọi người đây. Thì hôm nay em có làm cả một combo nhé, combo 450.000 mà có 11 loại lan đấy ạ. Và có cả những cây lan lan của Thái họ cấy mô, toàn là loại lan đẹp mà lan đột biến họ cấy mô ra nhé. Như các bạn đang thấy ở đây thì nó là lan 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 dáng hương tam bảo sắc nhé, lan rừng cấy mô đấy ạ, dáng hương tam bảo sắc họ cấy mô nhé. Thì mỗi một cây ở trong chậu như này đây, có những cây nó nhỏ nhỏ hơn tí thì lá nó xếp hơn, còn những cây nào mà to hơn tí lá nó hơi lướt hơn, thì mỗi cây là 300.000 một một cây nhé các bạn nhé. 300.000 một cây, mỗi một cây được trồng trong một cái chậu như này ạ. Đó, mỗi một cây được trồng trong một chậu này, nó là dáng hương tam bảo sắc. Cây đột biến hoa trắng ngà nhé các bạn nhé. Đó. Tức là dáng hương tam bảo sắc nó sẽ có ba màu là màu vàng, màu tím và màu trắng, nhưng mà do là cây đột biến nó đã mất hẳn cái màu vàng và màu tím rồi, còn màu trắng ngà đấy thôi. Thì nó được liệt vào cái diện đột biến và nó cũng là cây của rừng nhé các bạn nhé. Thì ở bên Thái Lan họ lấy cây giống và họ cấy mô ra được với cái số lượng nó nhiều và giá thành nó rẻ hơn để chia sẻ mọi người cùng chơi. Đó. Thì là 300.000 một cây nhé các bạn nhé. Trong khi đấy em còn có 5 bảng này, 5 bảng này cũng mỗi bảng là 300.000 một bảng nhé các bạn. Đấy. Những cây ở trong chậu cũng là 300.000, những cây ở trong bảng này cũng là 300.000, thì chỉ có 5 bảng thôi nhé các bạn. Đó. Chỉ có 5 bảng như này thôi nhỉ. Và ở bên này đây có những cái cây nó nhỏ hơn thì là giá là 250.000 nhé các bạn. 250.000 một cây ạ. Đấy. Cây nó nhìn nó nhỏ hơn những cây đấy. Thì những cây nhỏ thì chúng em chỉ có 6 cây nhỏ này. 6 cây nhỏ trong chậu nhé các bạn nhé. Đó, có 6 cây nhỏ trong chậu là 250.000 một cây, và có 4 cây nhỏ ở trên bảng là cũng có giá là 250.000 một cây đấy ạ. Đó. Đấy. Thì có 4 cây ở trên bảng thôi nhé các bạn nhé. Là có giá là 250.000 một cây, và 6 cây ở trong chậu là cũng là 250.000 một cây nhé. Đó. Và tiếp theo đây là cái lan Đai Châu. Lan Đai Châu này thì có giá là 200.000 một cây nhé các bạn nhé. Mỗi một cây đều được trồng vào trong một cái chậu như này. Đấy, cây rất là đều nhau ạ. Lan Đai Châu này thì là cũng là châu của Thái nhé, họ trồng. Cái này thì em lấy hàng vườn về chia sẻ với mọi người. Thì cái châu này thì châu của Thái thì nó sẽ đa dạng về màu sắc lắm các bạn ạ. Nó có đỏ sắc pháo, đỏ đốm, rồi màu vàng, màu trắng, rồi có màu hồng nữa. Đấy. Đó các bạn. Thì nói chung là bây giờ thì cây nó chưa nở hoa thì chúng em cũng chưa phân biệt được cái màu hoa đâu các bạn ạ. Tại vì họ trồng cấy hàng loạt ấy, nên là cũng chưa phân biệt được màu hoa. Tại vì lúc ở trong nhà vườn họ chăm sóc với một cái với một cái loại phân thuốc họ chăm sóc đặc biệt hơn. Về chúng ta chăm sóc tự nhiên thì cây sẽ nở hoa nhé các bạn nhé. Đó. Đai Châu này ạ. Thì mỗi cây là 200.000 một cây nhé các bạn. Đó, mỗi cây được trồng trong một chậu. Và tiếp theo đây là cái những cái phần lan combo đây. Đây là những cái phần lan combo thì gồm có 11 phần nhé các bạn, 11 loại nhé. Thì có giá là 450.000 ạ.
Cái combo này thì là toàn là hàng cây giống nhé các bạn. Đấy, không có loại hàng đẹp ở trong này nhá. Đó, nên là các bạn lúc đặt hàng cân nhắc trước khi là mình đặt hàng. Cái này thì em làm để chia sẻ cho những người mà bắt đầu mới mới biết mới mới bắt đầu tập chơi lan. Thì em làm cái combo này toàn là những loại lan mà dễ trồng, dễ ghép và tỷ lệ sống cao. Đấy. Thì ở đây là giáng hương tam bảo sắc nhá, một phần giáng hương tam bảo sắc này. Đó. Cái này thì các bạn về ngâm B1 cho em nhé. Rồi ngâm B1 độ khoảng 30 phút là chúng ta vớt lên, xong rồi chờ ra rễ là chúng ta ghép thôi. Đấy. Hoặc là chúng ta ghép luôn cũng được. Đó. Còn đây là chồn bắc nhá các bạn. Đây là đuôi chồn bắc ạ. Đấy, đuôi chồn bắc, một phần đuôi chồn bắc nữa này. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch, một phần ngọc thạch ba màu. Đấy. Cây ngọc thạch ba màu thì bây giờ cũng đang ra nụ như này nhé các bạn nhé. Có những thân như này thì vẫn còn chưa ra nụ đâu này. Đó. Đấy, như khóm này đây chưa thấy ra nụ phần nào đâu. Đấy. Đấy, một phần combo như này có thể thay đổi loại lan khác nhé các bạn nhé. Còn đây là đuôi sóc, sóc Lào đấy ạ. Đấy, đây là một phần sóc Lào đây. Còn đây là phần long tu nhé các bạn. Đây là phần long tu xuân này. Đó, long tu xuân bây giờ đang lên mầm gốc nhé các bạn. Đó. Đây là phần long tu xuân đang lên mầm gốc nhé. Đó. Và còn đây là lan giáng hương cẩm báo. Đây là lan giáng hương cẩm báo nhé. Và còn đây là lan thập hoa. Lan thập hoa thì đang chuẩn bị đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa luôn. Đó, về cái lan thập hoa này. Như ở đây thì những thân này em chưa thấy ra nụ đâu các bạn ạ. Mới bắt đầu đi vào đầu mùa rồi đấy ạ. Và còn đây là phần lan hoặc phi hạc nhá. Đây là phần lan hoặc phi hạc. Đó. Còn đây là điện biên đông. À đâu, em xin lỗi, đây là phần lan hoàng lạp nhé các bạn. Em lại nói nhầm sang cái phần lan hoặc phi hạc. Hoặc phi hạc thì em mới hết hàng rồi, không có kèm và combo được cho mọi người. Đấy. Đấy, cây hoàng lạp thì bây giờ đang ra nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy. Đó. Đấy, như cây này đây đang ra nụ ra rễ luôn này. Đó. Còn đây là lan hương rừng đây. Lan hương rừng thì bây giờ cũng đang lên nụ nha các bạn nhá. Đấy, lan hương rừng cũng mới hết mùa hoa và đang lên nụ nhá. Còn đây là kiều vàng. Đấy. Đây là kiều vàng và còn đây là đùi gà dẹt nhá các bạn. Đùi gà dẹt thì bây giờ cũng đang lên mầm gốc và lên nụ nha các bạn nhá. Như đây là đang nứt mầm gốc này, đó. Để chúng ta nuôi giống này. Đấy, là cái combo lan gồm có 11 loại này là có giá là 450.000 nhé các bạn. Đấy, tương ứng với chỉ tương ứng với mỗi loại vào chừng khoảng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu tiền ta? Chưa chưa đến 50.000 đúng không? Đấy, chỉ có tầm khoảng 40.000 thôi. Đó, 11 loại. Và tiếp theo đây có những phần lan nó lẻ hàng giống thì đấy em giới thiệu luôn, cái đây là cái nhất điểm hoàng và cái còn cái này là cái báo hỷ. Cái báo hỷ này là cũng hàng giống thôi, về chúng ta là nuôi mầm nhá các bạn nhá, nuôi lấy mầm sau nhá. Còn đây là nhất điểm hoàng đây, cái phần này em để giá chia sẻ với mọi người là 60.000 nữa này. Đó, đây là nhất điểm hoàng và đây là báo hỷ. Đấy, hai loại này là 60.000 này. Và còn tiếp theo đây là lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn cho hoa rất đẹp luôn. Cái phần lan đùi gà tròn này là 80.000 này, hàng giống thôi nhá các bạn nhá. 80.000 cho phần lan đùi gà tròn này. Và còn đây là phần quế tím. Phần quế tím thì bây giờ cũng đang ra rễ rất là nhiều luôn. Đấy. Nói chung là cái hàng giống mà chúng em đã để quên mà bây giờ nó ra rễ như này. Đó. Đấy, cái phần này thì có chừng hình như là các bạn ấy có cân lên báo là 8 lạng. Đấy, 8 lạng thì em chia sẻ với mọi người là 120.000 thôi cái phần lan này. Phần lan quế tím nhé các bạn nhé. Cây đang ra rễ chi chít rồi ạ. Đấy, rất khỏe luôn. Và còn ở đây là phần lan đuôi chuột. Đây là phần lan đuôi chuột nhé các bạn. Ở đâu, đuôi chuột này thì còn được độ khoảng hơn cân. Thì mỗi cân là 150.000 thì các bạn có thể lấy nửa 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 cân cũng được. Này, chúng em gửi hàng này. Đấy. Mỗi cân là 150.000 nhá. Và còn đây là một phần long tu xanh đá hoa tím này. Cái này thì sẽ có lẫn lộn là đá hoa trắng nữa. Cái này hàng giống thôi các bạn. Cái phần này em chia sẻ với mọi người là 80.000 này, phần long tu đá hoa tím nhá. Và còn đây là phần lan cẩm báo mà hàng xấu xấu này. Cây cũng nhỏ rồi,
cái xấu cái nhỏ, mà cây cũng đang cho nụ được bình thường đấy các bạn. Đây, những cây nhỏ nó vẫn cho nụ được bình thường. Đó. Đấy. Thì cái phần này là 150.000 này, lan cầm báo này. Đấy. Đó. Hạt giống nhé các bạn. Cái này thì em cũng ghép vào vườn khá là nhiều, bởi vì hàng thải ra thì chúng em thường hay ghép. Và còn đây là kim điệp xuân với lấn với một ít vải rồng. Thì là chia sẻ mọi người hàng giống này thì 60.000 thôi đây. Đó. Kim điệp xuân lấn với ít vải rồng nhá, là 60.000 này. Rất là rẻ luôn ạ. Đó. À còn ở trên này đây thì có phần hương vani. Cái phần hương vani này là 100.000 nhá các bạn nhá. Đấy em bán xả cho mọi người luôn để làm hàng giống. Đấy, cả phần hương vani này là 100.000 luôn này. Đó. Về chúng ta ghép nhá, rồi nuôi cấy sau ạ. Và ở đây em có cái lan kiếm đỏ rừng cao bằng đấy ạ. Còn có 4 bó thôi các bạn. Còn 4 bó kiếm đỏ rừng cao bằng thì mỗi bó là 70.000 một bó ạ. 70.000 một bó vì chúng ta trồng được một chậu rất là đẹp nhá. Đó, 70.000 một bó lan kiếm đỏ cao bằng ạ. Và tiếp theo đây em có những mặt hàng kg đây. Thì một loại lan mà bây giờ vào năm nay rất là hiếm và hoa cho hoa rất là đẹp đấy ạ. Bây giờ đang nụ chít chít nhá các bạn nhá. Và có những cây là đang nở hoa như này. Và có những cây là nó cũng đã bị rụng bớt những nụ đi mà không còn nụ nhá các bạn nhá. Đấy, về chúng ta là nuôi lấy mầm. Mầm gốc đang lên xanh mướt luôn này. Đó. Đấy, về mặt bông thì như thân này đây thì cho bông cánh hồng họng tím luôn này. Đấy. Có những cây thì nó sẽ cho bông cánh trắng họng tím nhá các bạn nhá. Đấy, như cây này đây thì cho cánh trắng trắng này, nó cũng hơi hồng tí bạn. Đó. Chẳng qua nó nhạt màu hơn. Đấy, sẽ có cả cây nhỏ cây to nhá các bạn nhá. Đó, còn nụ thì vẫn còn rất nhiều đấy, tỷ lệ nụ còn nhiều hơn cả bông luôn các bạn ạ. Đó. Đấy. Hôm nay chỉ về được có mấy cân rồi này. Đó. Đấy, to nhỏ lẫn lộn nhau nhá các bạn nhá. Đấy, hàng này nói chung là cũng khá là đều. Nó cũng không phải là nhiều cây nhỏ quá mà cũng không có, không phải là khác biệt nhau lắm nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. Cũng có cây nhỏ lấn lộn nhé các bạn. Đó. Thì cái lan ý ngọc thì rất là ít hàng luôn. Và năm nay có giá là 300.000 một kg đấy ạ. Lan ý ngọc ạ. Nhé các bạn nhé. Đấy. Nụ rất là nhiều đây. Nói chung là em sẽ cố gắng làm sao san sẻ cho các bạn được những cái nụ này về các bạn chơi. Hoa. Đấy. Vào một thời gian ngắn rồi chúng ta nuôi tiếp những mầm gốc để sang năm chúng chơi nhé. 300.000 một kg nhé. Và còn đây một loại lan này là đắt tiền nhất trong phiên năm nay đây, mà hàng rất đẹp luôn, toàn hàng dề thôi các bạn. Đó, 900.000 một kg. Đó, với mức giá nó vẫn được ưu ái nhất là 900.000 một kg, toàn hàng dề thôi các bạn. Hàng lẻ có ít chứ, ít hàng lẻ thôi đấy. Hàng lẻ có rất là ít luôn. 900.000 một kg nhé, lan kiểu dẹt nhé. Lan kiểu dẹt thì cực kỳ là hiếm rồi. Đó. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan kim thoa nhé các bạn. Lan kim thoa thì có giá là 150.000 một kg thôi. Cũng là hàng dề, toàn hàng dề to. Thì lan kim thoa bây giờ cũng đang vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đây là nụ lan kim thoa này. Đó. Đang bắt đầu đi vào mùa nụ nên là có lác đác một vài thân là đang xuất hiện nụ thôi các bạn ạ. Đấy, như thân này đây cũng đang nụ này. Đó, đang ra nụ rất nhiều rồi. 150.000 một kg nhé các bạn. Và còn đây là lan điện biên đông hay còn gọi hương rừng đấy ạ. Cái này hơi chói nắng một tí, nhưng mà thân cái thằng này thì luôn luôn vàng óng như thế. Và cây bây giờ đang lên mầm gốc nhé các bạn nhé. 220.000 cái lan điện biên đông ạ. Và còn đây là ngọc thạch rừng Lào đây. Ngọc thạch rừng Lào này thì có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Ngọc thạch rừng Lào cũng cho thân vàng óng, thân nó mảnh hơn ngọc thạch Bắc nhé. Đó, 180.000. Và còn đây là ngọc thạch Bắc đây. Ngọc thạch Bắc thì có giá là 220.000 các bạn. Đấy, có những thân là bây giờ nụ đang rất to như này rồi nhé các bạn. Ngọc thạch Bắc ạ. Đó, và đa phần là những thân vẫn còn đang sưng mắt nụ như này thôi các bạn ạ. Đó, đang rất là nhiều nụ đấy ạ. Hơi chói nắng một tí nhỉ các bạn. Đấy, quay đầu có nụ nhé các bạn nhé. Đó, đang nụ hết ạ. Thì cái ngọc thạch Bắc này cũng hàng là cây to cây nhỏ nó lấn lộn nhau nhé các bạn nhé. 220.000 ạ. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân thì có giá là 280.000 một kg nhé các bạn.
Long tu xuân bây giờ đang lên mầm gốc như này nhá, rất là đẹp luôn. Long tu xuân cực kỳ là dễ thuần đó, dễ trồng ở khắp mọi vùng miền và dễ cho hoa, hoa rất đẹp luôn ạ. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì đấy, em có ít hàng dề, cái hàng dề này chắc phải được độ khoảng hơn cân đấy, mỗi dề này có 2-3 dề hơn cân đấy. Còn đây là hàng nó hơi rời rời hơn đấy. Sơn thủy tiên thì các bạn có thể lấy từ 5 lạng trở lên, tại vì 3 lạng thì thực sự là như thế này chắc có khả năng được 3 lạng rồi. Đấy, 200.000 một kg sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Đó, 200.000 một kg sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên thì mới hết mùa hoa và chúng ta lấy về nuôi mầm gốc nhé. Giờ nhá. Đó. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Đó. Về cái hoàng thảo xoắn ạ, 300.000 một kg nhé. Hôm nay chỉ còn độ khoảng 4 cân đây này. Đó. Và còn đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc rừng Tây Bắc nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc có giá là 250.000 một kg nhé. Đó, 250.000 một kg. Đó, cây còn từng bó luôn này, sáng nay mới lấy hàng ra. Cái này thì cây của nó thì nhìn hơi xấu xấu thôi, nhưng mà tỷ lệ lá xếp và gần như chiếm đến 70-80% á. Đấy. Những cái lá vàng thì lúc gửi lan đi chúng em sẽ cắt bỏ bớt nhá, để cho nhẹ cân cho mọi người. Đấy. Đó. Lá lướt có rất ít thôi các bạn, chủ yếu toàn lá xếp. Và còn tiếp theo đây thì em có lan hạc vĩ bắc đây. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg nhé các bạn. Hạc vĩ bắc ạ. Và còn đây là một phần lan hoàng phi hạc mà cây rời rời đây. Phần lan hoàng phi hạc này có giá là 100.000 nhé các bạn. Phần lan hoàng phi hạc duy nhất ạ. Và còn tiếp theo đây là lan nhất điểm mà ở đâu? Lan điểm 10 hay còn gọi là lan thập hoa đấy ạ. Lan thập hoa, lan điểm 10 nó là một loại nhé các bạn nhé. Thì lan thập hoa bây giờ đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Lan thập hoa chỉ có giá là 180.000 một kg thôi các bạn. 180.000 một kg lan thập hoa nhé. Và còn đây là chồn bắc. Chồn bắc thì đây ạ, có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Cây to đẹp luôn ạ. Cái hàng giống thì này thì chúng em sẽ để vào cái hàng combo cho mọi người. Thì cái hàng combo đấy thì em có làm một bộ combo để làm phần đấy, phần để giới thiệu cho mọi người ấy. Thì chúng em có thể làm, hôm nay chúng em chỉ có thể làm được độ khoảng 5 combo để chia sẻ cho 5 khách hàng thôi. Đó. Tại vì chứ lượng hàng hôm nay chúng cho em cũng ít thôi ạ. Đó. 300.000 loại chồn bắc nhé các bạn nhé. Còn đây là sóc Lào. Sóc Lào này thì nay em bán giảm giá cho mọi người, còn giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Đó. 150.000 một kg lan sóc Lào nhé. Đó. Còn đây một phần kim điệp nhựa. Đây một phần kim điệp nhựa này là hàng giống thôi. Cái này phải hơn cân nữa các bạn. Em chia sẻ với mọi người là 200.000 nhé. 200.000 cái phần lan kim điệp nhựa này. Đó. Và tiếp theo đây là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì bây giờ đang lên mầm gốc đấy, nên là chúng ta lấy về trồng cấy để sang năm chúng ta đi chơi hoa vào độ khoảng tháng giêng nhé các bạn nhé. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. Kiều vàng này thì kiều vàng rừng Tây Bắc hơi thân nó sẽ hơi gầy gầy. Đó. 180.000 một kg. Là kiều vàng nhé. Và còn đây là kiều tím. Kiều tím thì bây giờ có mỗi một khóm duy nhất là nụ đang to như này. Đấy. Còn tất cả đâu là vẫn còn chưa xuất hiện nụ các bạn. Đấy, vẫn còn chưa xuất hiện nụ. Và lác đác là đã có nụ như này thôi các bạn. Đó. Lác đác là có nụ như này nhá. Như cây này đây gấy đầu ngọn mà vẫn được ra nụ mạnh khỏe này. Đó. Nụ cũng khá là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy. Như em thấy đây thì nụ đây. Lan kiều tím thì có giá là 350.000 một kg nhé các bạn. 350.000 một kg mà cây rất là đều luôn ạ. Đó. 350.000 một kg lan kiều tím. Và như dề này dề rất to luôn. Bác nào thích cái dề có nụ hoa to này thì đặt hàng với chúng em, rồi chúng em cân lên để tính tiền cho mọi người nhé. Có một dề này có bông to như này duy nhất thôi. Đó. Có hai bông. Hai bông đang rất to ạ. Và sắp tới nó còn ra được những thân khác nữa nhé các bạn nhé. Chứ không phải là nó ra hết đợt hoa này rồi thôi đâu. Về chúng ta chăm sóc tốt tốt thì để cây nó sẽ ra tiếp hoa nhé các bạn nhé. Tại vì
Lan kiều thì nó sẽ ra hoa từ giờ đến chừng khoảng tháng 7 nó mới hết hoa cơ. Như thân này đây chắc chắn là sắp tới sẽ nở hoa tiếp này. Đó. Và còn đây có những cái phần lan kiều tím mà cây giống đây, cây nhỏ, cây ngắn nha các bạn nhé. Đó, em có hai phần loại cây ngắn ngắn này, là mỗi phần là 220.000 nhé các bạn. 220.000 một phần ạ. Đó. Đây, 220.000 một phần như này nhé các bạn nhé, loại cây ngắn ngắn đó. Đấy, bên trên thì nhìn hơi xấu xấu nhưng bên dưới là đẹp phết đấy. Đấy. Đấy, bên dưới này. Đó, em vạch xuống bên dưới này. Đó. Và đây như thế này. Đẹp lắm. Cây ngắn đẹp. Cái này chúng ta lên chậu là rất dễ và để chăm sóc với cái mức giá nó rẻ nhất là 220.000 ạ. Và còn đây là một phần lan mà cũng là kiều tím nhưng mà cây nó gọi là thiếu lá, thân nó cũng tương đối là dài, cây nó bị rụng lá này, những thân này mới rụng lá hết này. Thì cái phần này thì cũng là 200.000 đây. Đó, 200.000 cái phần lan kiều tím này nhá. Đó, về chúng ta trồng nhá. Và tiếp theo đây là lan hoàng lạp nhé các bạn. Đấy, em chia sẻ thêm cái lan hoàng lạp này cho mọi người. Lan hoàng lạp có giá là 150.000 một kg nhé các bạn. Đấy. Đấy, toàn hàng dề đấy các bạn. Nói chung là các bạn thích lấy dề thì chúng em lọc lấy dề cho các bạn. Còn hàng lẻ thì có hàng lẻ nhé các bạn nhé. Có dề độ 5 lạng một cân có nhé các bạn. Đấy, như dề này thì độ khoảng 3 lạng. Nhưng mà các bạn là lấy lẻ thì chúng em sẽ lấy hàng 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 rời cho các bạn nữa nhé. Chứ còn các bạn lấy độ khoảng 5 lạng hoặc 1 kg á, hoặc là 2 kg thì ưu tiên cái hàng dề hơn nhé các bạn nhé. Đó, toàn hàng dề thôi, hàng lẻ cũng ít thôi. Nói chung là đấy. Đấy, như các bạn mà lấy độ khoảng 5 lạng thì sẽ được những cái dề dề như này. Đây, độ khoảng 2 dề một một 5 lạng hoặc là 3 dề 5 lạng, còn cái này thì độ khoảng gần cân rồi này. Đấy, như khóm này. Đấy, toàn hàng dề thôi, 150.000 1 kg. Toàn hàng dề rất rất là đẹp luôn ạ. Đó, lan hoàng lạp đấy ạ. Đấy, lô này mà vào vườn thì nhìn rất là đẹp luôn. Đó. 150.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984 754 102 nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Quốc nhé.